Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn Tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các con thân mến, sau một tuần học tập, chúng mình lại được gặp nhau ở tiết ôn tập và kể chuyện. Bài học hôm nay sẽ giúp các bạn củng cố lại những kiến thức mà mình đã được tiếp xúc ở tuần vừa rồi. Tuy nhiên, trước khi đến với bài học, hãy cùng cô thử sức mình với trò chơi sau đây nhé. Các bạn cùng quan sát vào bức tranh và các từ, các tiếng có ở bên cạnh. Sau đó, hãy giúp cô ghép các tiếng, các từ để tạo nên chủ đề của bức tranh nhé. Các bạn đã quan sát rất tốt. Trong những hình ảnh trên, chúng mình thấy có các bạn nhỏ đang tay cầm đèn lồng có trăng, có chị Hằng, không quá khó để chúng ta có thể ghép được từ Trung thu phải không nào? Và đây cũng chính là tên gọi của chủ đề mà chúng mình được học trong tuần này. Ngay bây giờ cùng cô đến với phần ôn tập nhé. Đầu tiên chúng mình cùng ôn lại những vần đã được học trong tuần vừa qua cùng với cô. Chúng ta có các vần: an, ăn, ông, ông, ung, ưng. Một lần nữa các bạn sẽ cùng quan sát và đọc lại với cô. An Ăn Ân Ông Ông Ung Ưng un, Ít Ít Rất tốt, bây giờ hãy giúp cô thực hiện bài tập sau đây. Với những vần mà chúng minh đã tìm hiểu ở trên, có thể thấy, giữa các phần có những điểm giống nhau, quan sát chi tiết các bạn sẽ thấy rất rõ. Các phần an, ăn, ân, âm, ông, ung và ưng đều có kết thúc phần là âm chữ ngờ. Các phần ắc, ếch, ít đều có kết thúc phần là âm chữ chờ. Cách viết các chữ cái đầu tiên của các phần an, ăn, ăn hay là ông, ông, ung, ưng đều có nhiều điểm tương đồng. Nếu không nhận diện tốt cũng như nắm vững kiến thức, rất dễ bị nhầm lẫn đấy. Vậy, với những phần trên, chúng mình có những tiếng từ nào chứa các phần ấy? Các bạn thân mến, chúng ta sẽ tìm ra được rất nhiều những tiếng từ mà chúng mình đã được học và trong những tiếng từ ấy có chứa những vần mà các bạn đã tìm hiểu trong tuần vừa rồi. Tuy nhiên, ở đây cô sẽ gợi ý đến cho các bạn những từ ngữ cũng khá mới mẻ. Các bạn cùng quan sát vào màn hình cô có các từ sau. Hổ mang, quà tặng, nhà tầng, con ong, trồng cây, cái thúng, mừng rỡ, mắt bảo, mũi hết, lợi ích trước hết các bạn sẽ cùng với cô đánh tên và đọc trơn những từ có ở đây nhé hờ ô hô hỏi hổ hổ mờ an mang mang hổ mang vờ a qua huyền quà quà tờ ăn tăng nặng tặng tặng quà tặng nhờ a nha huyền nhà nhà tờ ân tân huyền tầng tầng Nhà, tầng, cờ on con, con, ong, con ong, trờ ong trong huyền trồng, trồng, cờ ai cây, cây, trồng, cây, cờ ai cay sắc cái, cái, thờ ung thung sắc thúng, thúng, cái, thúng, mờ ưng mưng huyền mừng mừng rơ ơ, rơ ngã rỡ rỡ mừng rỡ mờ ắt mắt sắc mắt mắt bờ ao bao hỏi bảo bảo mắt bảo mờ ui mui ngã mũi mũi hờ ít hết sắc hết hết mũi hết l ơi lơi nặng lợi lợi ít sắc lợi ích bây giờ đọc trơn một lần nữa với cô nhé hổ mang quà tặng nhà tầng con ong trồng cây cái thúng mừng rỡ mắt bảo mũi hết lợi ích rất tốt, bên cạnh đó các bạn cũng có thể tìm thêm những từ ngữ có chứa các vân mà mình đã được học vậy với những tiếng những từ trên chúng mình có thể nói được những câu như thế nào bây giờ các bạn hãy giúp cô sắp xếp những tiếng từ sau đây để trở thành câu hoàn thiện nhất cảm ơn các bạn và đây là đáp án của cô chúng mình có câu mỗi lần đến trung thu bạn nhỏ nào cũng mừng rỡ các con có thể đặt thêm nhiều câu khác và nói với bạn bè của mình những câu có chứa những từ mà chúng ta vừa được học nhé tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài học đọc hôm nay để tiếp tục ôn tập về những vần đã học cùng quan sát lên màn hình đây là bài thơ của tác giả châu lê trong bài đọc có xuất hiện những tiếng chứa các vần mà chúng ta đã được học cô đã in màu để làm nổi bật bây giờ các bạn có thể lắng nghe cô đọc qua một lần nhé vui trung thu trống vang tùng cắt sư tử dẫn đầu cá vàng theo sau thọ ông nối gót kìa ông trăng sáng chết trên nền trời mời ông cùng bé xách đèn đi chơi gió nâng câu hát tưng bừng đèn sao trung thu thật thích cùng nhau vui nào châu lê Trước hết, các bạn hãy cùng cô đánh vần những tiếng từ khó sau đây nhé. Đầu tiên là từ tùng cắt. Tờ ung tung huyền tùng. Tùng, cờ ắt cắt, sắc cắt. Tùng cắt. Từ thứ hai, sờ ư sư, sư. Tờ ư tư hỏi tử, tử. Sư tử. Từ thứ ba, nờ ôi nôi sắc nối, nối g ót gót sắc gót gót nối gót chờ ăn trăng trăng s an sang sắc sáng sáng trăng sáng từ thứ năm chờ ít chết sắc chết chết và cuối cùng sờ ách sách sắc sách sách sau khi đã lắng nghe và tập đánh vần, nếu bạn nào còn chưa đọc trơn được cả bài, có thể dừng video lại ít phút để tập đánh vần và tập đọc nhé. Còn bây giờ, chúng mình hãy đọc trơn với cô nào. Vui trung thu, trống vang tùng cắt, sư tử dẫn đầu, cá vàng theo sâu, thỏ ong nối gót. Kìa ong trăng sáng, chết trên nền trời mời ông cùng bé xách đèn đi chơi gió nâng câu hát tưng bừng đèn sao trung thu thật thích cùng nhau vui nào châu lê sau khi đọc xong bài thơ hãy cho cô biết tên bài thơ em vừa mới đọc là gì à chính xác bài thơ có nhan đề là vui trung thu vậy có những loại đèn trung thu nào được nhắc đến trong bài thơ rất đúng bài thơ có nhắc đến nhiều loại đèn như sư tử cá vàng thỏ ong và đèn sao hay còn gọi là đèn ong sao nhiều loại đèn với nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau tạo nên một đêm trung thu vô cùng thú vị phải không nào ở tiết học hôm nay chúng mình sẽ dừng chân ở đây cùng cô đón xem những video tiếp theo để đến với những nội dung thú vị khác nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn